Ngọc Trinh và Chi Pu hòa thân thành nữ thần Hy Lạp. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh cùng giọng ca anh ơi ở lại đã xuất hiện trong chung một khung hình khi diện những mẫu thiết kế cực kỳ táo bạo, quyến rũ của nhà thiết kế Đỗ Long. Mới đây, hai nữ thần trong bộ sưu tập The Valley of Goddess đã xuất hiện đó chính là Ngọc Trinh và Chi Pu. Cả hai đều diện những bộ váy lộng lẫy, sang trọng mang hơi hướng Hy Lạp cổ đại. Bên cạnh đó, nhan sắc của hai cô nàng đều được đánh giá cao. Gương mặt sắc sảo, thần hình quyến rũ. Nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ, Chi Pu hay Ngọc Trinh chính là những nữ thần trong mắt tôi, bởi họ đã ngày đêm không ngừng cố gắng để theo đuổi những chuẩn mực của sự quyến rũ. Chi Pu chính là đại diện cho những cô gái với đam mê biến không thể thành có thể, thể hiện qua nỗ lực để thoát khỏi hình tượng nhẹ nhàng, dễ thương ở những ngày đầu sự nghiệp để tìm đến những vẻ đẹp chín muồi, sắc sảo hiện tại. Để ngày nay, nhắc đến Chi Pu là nhắc đến sự gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng từ bên ngoài đến bên trong. Còn Ngọc Trinh, sở hữu những đường cong cơ thể chuẩn mực, cô đồng thời có nét quyến rũ vừa khó chạm tới nhưng cũng vừa mang tính cách chân thật. Bộ ảnh đầy cuốn hút được tung ra khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ khi cả hai cô nàng y như những nữ thần từ thần thoại Hy Lạp bước ra.